Ngày nay khi các sản phẩm công nghiệp tràn lan thì các sản phẩm thủ công của gốm Bát Tràng luôn mang một cái hồn rất đặc biệt. Mỗi nét vẽ hay họa tiết trang trí đều do chính người nghệ nhân dày công sáng tạo, hội tụ hồn cốt và mang đậm giá trị văn hóa dân tộc Việt. Ở đây là công đoạn trang trí, người thợ dùng dụng cụ chuyên biệt, tiến hành chạm khắc trên bề mặt sản phẩm. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng để có một bức vẽ hoàn chỉnh, mềm mại và uốn lượn là biết bao nhiêu năm tháng rèn luyện. Từng họa tiết tích vẽ như được in hẳn trong tâm trí, để rồi khi hạ nét phải thật dứt khoát, xứng danh vật phẩm gốm Bát Tràng.